Mình đang ở trong cảng nha các bạn, cảng Trần Đời ha. Có ghe này nhiều lắm. Dài quá, cảng này dài tương đương với cảng Tắc Cậu ha. Đang chạy xe nha các bạn, giờ bộ lộn nổi rồi. Ghe mùa này thì trong cảng nên hơi vắng một tí ha. Đây thấy cặp tàu du thuyền. Tàu du thuyền Philip 5.